Chủ đề bài viết Chế Bồng Nga và Po Binh Thun là hai nhân vật khác nhau. Tác giả, Dr. tờ, Puchapodam, tiến sĩ, Văn Ngọc Sáng. Thư điện tử, Puchapodam, a gmail com Ngày 3 tháng 12 năm 2021 Nội dung như sau Trong thời gian qua, một độc giả là sinh viên và nhân sĩ trí thức chăm gửi thư đến báo điện tử Kautara yêu cầu giải thích về nguồn gốc lịch sử của chế Bồng Nga và Po Binh Nasser, tức Po Binh Thun hai vị vua khác nhau hay chỉ là một nhân vật như một số người chăm hiểu nhầm. Tiến sĩ Puchapodam, tổng biên tập báo điện tử Kautara sẽ trả lời thắc mắc liên quan đề tài mà quý độc giả quan tâm. Sau đây ban biên tập Kautara xin đăng nguyên văn bài viết của tiến sĩ Puchapodam. Chế bồng Nga và Po hay Po là hai nhân vật độc lập không liên quanh Âu. Chế bồng Nga, còn gọi chay, bù Nga, 1360-1390, hay còn gọi trà ra dơ bù ngà. Chế bồng Nga là vị vua Hồi giáo, Isalam, lên ngôi vua lấy niên hiệu Sultan Zainal Abidin. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, trong tài liệu Trung Hoa Ngài có tên, Ngô Ta Ngô Chê -tê là tên hiệu của vua thứ ba thuộc vương triều thứ 12 Vi Trà Gia. Chế bồng Nga là con trai út của vua chế Anan, -an, tức Trà Gia Ananda. Sau khi chế Anan -an qua đời, con rể là Trà Hòa, tức Mahasava, giành được ngôi vua. Sau khi vua Trà Hòa mất, chế bồng Nga được quần thần tôn làm kế vương. Kế ngai chế bồng Nga là tướng La Ngai, cha ra Sim Ha Vạt Man Sáu. Nhà hán học người Pháp George Matpejo trong cuốn La Zosame Giờ Champa, Vương quốc Champa, đã cho hay giai đoạn 1360-1390 đến 1390 dưới chiều chế bồng Nga là giai đoạn cực thịnh trong lịch sử Champa. Sử gia Ngô Sĩ Liên, người Việt, thừa nhận tài năng của chế bồng Nga là một vị vua kiệt xuất, có tài võ bị, trong thời gian cầm quyền đã đe dọa sự tồn vong của Đại Việt. Bốn lần tiến đánh vào Thăng Long và ông đã chấn hưng nhà nước Champa từ quốc gia suy đồi trở nên hùng mạnh. Chế bồng Nga bị tử trận, chấm dứt một trang hùng sử. Trong vòng 30 năm, chế bồng Nga đã khôi phục những vùng đã mất từ hơn 300 năm trước đó, bố tránh, địa lý và ma linh bị mất năm 1069, châu Âu, châu dí năm 1306. Chế bồng Nga là vua liên bang Champa đóng đô ở Vichaza từ năm 1360 đến năm 1390. Lịch sử chế bồng nga không được tìm thấy di tích trên bia đá, mà chỉ truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác và còn phụ thuộc vào tư liệu của Việt Nam và Trung Hoa. Hình 1. Chân dung chế bồng nga 1360 đến 1390 là vị vua hồi giáo. Khi lên ngôi, vua chế bồng nga lấy niên hiệu là Sultan Zainal Abidin và cưới công chúa Siti Zubaida thuộc Kelantan, Malaysia. Siti Zubaida là công chúa mỹ miều, được sự chiều chuộng của bao hoàng tử Kelantan, Malaysia nhưng công chúa quyết định rời hoàng gia về sống chung với hoàng tử Champa là Sultan Zainal Abidin, tức vua chế bồng Nga. Chuyện thơ được viết bằng tiếng Molazu dưới dạng chữ trà vì. Sau ngày cưới, Champa bị nước láng giềng tấn công khủng khiếp và hoàng tử bị bắt đưa đi. Để cứu chồng mình, công chúa Siti Zubaida vùng dậy đưa quân tấn công nước láng giềng và đưa chồng về quê hương trong sự chiến thắng huy hoàng. Vở kịch được phục dựng với diễn viên Tia Zazakwelina thủ vai chính và nam điện ảnh Halim Osman cùng với 120 diễn viên khác. Điều đáng chú ý là trang phục của nhân vật mang tính truyền thống Champa. Hình 2. Nữ điện ảnh Tiaza trong vai công chúa City Zubaida là chính hậu của vua chế bồng Nga, Sultan Zaina Abidin. Một số sử gia đặt câu hỏi. Chế bồng Nga hay Sultan Zaina Abidin còn gọi chế bù Nga có phải là Po Bin Nasser hay Po Bin ở Panduzanga hay không? Theo e. A. E. E. Monye trong cuốn Legender Hittoji de Cham, In S. 14-32, 1890, trang 165, có đặt câu hỏi. Chê xá bình bà ngủ, đọc ra có âm tương tự như chế bồng Nga, lúc đầu e. A. Mô Nhê đặt câu hỏi có trang hai nhân vật này là một. Nhưng về sau ông e. A. Mô Nhê khẳng định đây là hai nhân vật khác nhau. Theo Podama, chế bồng Nga là người gốc vi trà gia, cụm từ phiên âm từ phản ngữ là Siji Vật Man, danh xưng này thiếu một tiền tố, do đó người ta không đoán được ngài tên là Siji Inza Vật Man. Hay Siji Trà Gia Vật Man, lên ngôi vua từ năm 1360 đến 1390. Sau ngay từ trần của chế bồng Nga vào năm 1390, thì tướng La Ngai là người nối ngôi vua Champa đóng đô ở gia. Chú ý, ngược lại, po còn gọi là po là người gốc làng Gia Gia Đá, Pandu Zanga có bà hoàng hậu tên là bà Xôi. Đền của po và bà Xôi vẫn còn ở làng Phành Gia, Bính Nghĩa, Ninh Thuận. Po Binasa lên ngôi từ năm 1316 đến 1361 hay 1328 đến 1373 tùy theo dị bản. Sau ngày từ trần của Po Binasa, thì Po là người nối ngôi ở Pandujanga năm 1361 hay 1373. Theo biên niên sử Trăm, Po Binasa là vua thứ 10 của tiểu vương quốc Pandujanga ở miền Nam Champa, lên ngôi từ 1316 đến 1361 hay từ 1328 đến 1373 tùy theo dị bản. Theo tư liệu lưu trữ tại Pháp mang số hiệu CAM 151, 14 và CM 13, 3, Pobinasse, sinh tại làng Gia Gia Đá vào năm Thìn, Inu Ga Dài, Mồng Năm, Ca Lâm, sau rằm vào ngày thứ bảy lịch trăm. Khi qua đời, Ngài được thờ theo Hồi giáo, Y tôn hiệu là Chây Xá Bin Bà Ngủ. Ngài cũng được thờ phượng theo giang với tôn hiệu là Povang Palay Đá Na Cảnh Hanimpanh. Nguyên nhân sai lầm Dozohim và Dohamit không phải nhà nghiên cứu và cũng có thể chưa đọc công trình nghiên cứu của Edujan xuất bản vào năm 1905, nên hai ông viết bài khảo luận mang tên biên niên sử hoang đường của dân tộc trong của e. e. Monye thành biên niên sử liên bang Champa lịch sử. Hơn nữa, Dozohim và Dohamit còn tự kết luận rằng chế bồng Nga là Pobinthun trong bài khảo luận. Nhưng theo lịch sử chế bồng Nga là vị vua liên bang Champa đóng đô ở Vichaza, 1369 đến 1390 còn Po Thun gốc làng Phành Di Gia, Bính Nghĩa là vua của tiểu vương quốc Panduzanga 1316 đến 1361 hoặc 1328 đến 1373, tùy theo dị bản. Sự sai lầm trong cuốn sách dân tộc tràm lược sử của Dozohim và Dohamit, sau này hàng loạt nhà nghiên cứu Việt Nam và giới trí thức chăm sao chép lại sự sai lầm trong tác phẩm của Dozohim và Dohamit. Bài viết này góp phần khẳng định rằng, vua chế bồng Nga, tên theo Islam là Sultan Tanjana Abidin hay còn gọi chơi Bù Nga, lên ngôi 1360 đến 1390, đóng đô Vi Chà Gia. Sau ngay từ trần của vua chế Bồng Nga vào năm 1390 thì tướng La Ngai, Chà Iasimha Vatman 6, là người nối ngôi vua Champa đóng đô ở Vi Chà Gia năm 13901400. Hoàn toàn khác. Pobinaser, Thun, Hán văn tên, bà đính lên ngôi từ 1316 đến 1361 hay từ 1328 đến 1373 tùy theo dị bản và đóng đô Panduzanga. Sau ngày từ trần của Pobinaser, thì Popajichan, Hán Văn Tên, Bà Phát là người nối ngôi ở Panduzanga năm 1373-1397. Mời bạn đọc theo dõi các bài viết trên kênh youtube, tin tức Kautara và trang báo điện tử Kautara. Nếu bạn đọc góp ý kiến, hãy gửi qua thư điện tử của tiến sĩ Puchapodam.